Hả? Cô chú chị có thể thấy xa xa đằng kia ha, đó là ngay chợ luôn chị, à, chợ Cái Điệp. À, thực sự là không phải khen nha, thực sự là cái đường của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực sự rất là đẹp anh chị. Cái đây vài tháng trước thôi, đây là một cái đường nhựa cũ anh chị ha, à, một cái đường nhựa cũ thôi mà bây giờ em điền quay lại đã thay đổi khác rồi, thay đổi rất là chóng mặt luôn anh chị. Đó, huống gì là cô chú về ở Sài Gòn mà lâu khoảng nửa nửa năm một năm mới quay lại thì thực sự là thấy lột xác ngoạn mục luôn anh chị ha. Nay em liền có một cái sản phẩm cách chợ Cái Điệp rất là gần anh chị, khoảng vài trăm mét thôi, nằm trên mặt tiền đường này, hơn 300 mét vuông anh chị ha. Và đặc biệt có sẵn trăm thổ cư giá bán rất là rẻ luôn anh chị ha. Cô chú chị nào mà đang có tài chính khoảng loanh quanh tỷ rưỡi ha, tỷ rưỡi quay đầu mà tìm một cái mảnh đất mà an cư lạc nghiệp, đầu tư cách biển Hồ Tràm khoảng 15 cây số thôi. Thì nhớ đón xem video clip này của Điền nhé. Bảo Điền Bất Động Sản xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản nha. Hiện tại em Điền đang đứng đây là đứng trên cái mặt tiền đường nhựa ha, nói chung là đường nhựa nông thôn, vạch kẻ vàng hai làn đường anh chị ha. Đang ở tọa lạc là ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Mặt tiền đường song song với lại tỉnh lộ 328 anh chị. Nói chung là khu của em Điền quay đây là khu bàn cờ anh chị ha. Bất động sản mình thì nằm vị trí ngay lô 1 luôn chị ha. Ở ngoài đây thì mình có thể là bay live cam có thể mình thấy được cái tỉnh lộ 328 ngoài đây rồi. 328 thì cái đường huyết mạch để mà cô chú chị có thể là đi từ thành phố Hồ Chí Minh về biển Hồ Tràm anh chị ha. Đi chợ rất là gần mặt tiền đường kinh doanh. Rồi bây giờ quay lại vấn đề chính đó chị. Đây chị. Trước khi review chi tiết thì em Điền nói sơ cái thông tin cơ bản gì ha. Bất động sản mình đang có diện tích là ngang 10 ha. Từ đây qua bên này là 10 ha, sâu vào trong là 36. Bất động sản mình vuông vức nha, mặt tiền 10 hậu 10 nha anh chị. Nói chung là gia chủ mình kẹt tiền cắt ra bán bớt á chị. Bất động sản mình đang có là sổ riêng rồi chị ha, công chứng ngay được anh chị. Đó, rồi qua tới đây nè, sâu vào trong là 36 mét ha, hai cạnh cũng nói chung là xem cũng tương đối là bằng nhau anh chị ha. Đó, đã có rào và ranh mốc rõ ràng rồi đó. Hơn 300 mét vuông, tính ra là khoảng là 360 mấy mét vuông đó chị. Một cái bất động sản mà xây nhà vườn nghỉ dưỡng mini cũng được này, xây biệt thự nhà máy Thái máy Nhật gì đó vô tư gì ha. Đang đang có sẵn là 100 mét thổ cư rồi anh chị. Thí dụ mà cô chú chị nào mà không thí dụ mà cô chú chị mà muốn an cư lạc nghiệp thì một cái mảnh đất này thì cái diện tích cũng rất là thích hợp cho cô chú mình an cư lạc nghiệp anh chị ha. Còn không nữa mình có thể là mình mua để dành, mình để cho con cái gì ha, mình có thể tách mỗi lô 5 mét được rồi chị. Mỗi lô cho mỗi đứa con, hai đứa con mỗi lô 5 mét được chị ha. Mình lên thêm là 60 thổ cư nữa anh chị, để mà được tách được hai lô nha, mỗi lô 80 thổ cư, có nhất 80 thổ cư anh chị ha. Đó, mặt tiền đường này thì có thể là mình kinh doanh mua bán được anh chị ha. Đi xuống là chợ này, đường xá dân cư rất là đông này, ở đây lên chút xíu tạp hóa này kia rất là nhiều lên chị ha. Đó, hủ tiếu ăn sáng, uống cà phê này kia luôn ha. Đây chị có thể này, đó kinh doanh rất là nhiều luôn, xung quanh dân cư san sát này, nhà bự bự anh chị ha. Em đừng xin được báo giá luôn chị ha, giá gia chủ mình đang chốt là 1,5 tỷ anh chị, sẽ có bớt một chút ít giấy tờ anh chị ha. Khu vực này thì đang sử dụng là nước sạch rồi, điện đài thì đầy đủ anh chị ha, đi chợ cũng gần. Mình ra chút xíu đây mình đụng ngay cái giáo xứ Hồ Trà ấy, lộn, giáo xứ Hòa Tân là gì ha. Giáo xứ đó thì nằm ngoài tỉnh lộ gần ngay vòng xoay. Đi ra chút xíu đây mình sẽ gặp ngay vòng xoay là vòng xoay Phước Tân anh chị, Phước Tân Hòa Bình ha. Mình có thể là rẽ tay trái, mình có đi thành phố Hồ Chí Minh, đi Châu Đức vân vân, nói chung là đi thành phố Bà Rịa này kia đó. Còn mình rẽ phải mình sẽ đi được biển Bình Châu này, Bưng Riền này, vân vân, nói chung là tuyến đường thông thường anh chị ha. Đó, mình đi vài trăm mét là mình gặp ngay chợ rồi anh chị ha. Ngay đây là chợ Cây Điệp, nói chung là chợ thì anh chị cũng đã biết rồi, bán không thiếu bất cứ thứ gì anh chị ha. Nói chung là chợ này thì một cái chợ nhỏ lẻ thôi. Ở đây người ta kêu là chợ Cây Điệp anh chị. Đây, trên đường đi thì có rất là nhiều mặt hàng bán luôn ha, cá, tôm, trái cây, rau, củ quả vân vân, có rất là nhiều, có cả quán cà phê rồi luôn nha, kinh doanh mua bán sầm uất đó. Mình chạy hướng này chạy thẳng tới luôn là tới bất động sản của mình luôn vậy ha. Đó, đường xá chị có thể thấy này, đó em Điền đi rất là thực tế luôn ha, cho cô chú chị mình dễ quan sát ha. Đó, kinh doanh mua bán trên mặt tiền đường này rất là nhiều này,
nail, tạp hóa, karaoke vân vân, nói chung phở này, có cả ăn sáng ăn trưa rồi luôn vậy ha. Đó, nhà san sát đó. Đường rất là đẹp luôn chị. Đây. Đây. Mình đã tới vị trí bất sản của mình rồi chị ha. Đó, nằm bên tay trái của mình này. Đó. Rất là đẹp luôn. Bất động sản mình thì phủ hầm toàn bộ rồi à. Nói chung là bất sản mình thì không có tranh chấp, không có dính quy hoạch gì hết chị nha à. Thế đất thì tương đối là bằng với đường, cao hơn đường luôn chị ha. Trong đất thì đang là đất trống thôi à. Hàng xóm đang trồng bắp thôi chị à. Cũng không có gì trên đất cái gì ạ à. Từ Sài Gòn mà có chút gì di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ thôi chị, đi mình đi cao tốc à. À, tương lai thì cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu mình di chuyển thì cũng sẽ nhanh hơn nữa anh chị, khoảng 1 tiếng rưỡi là mình có thể tới đây rồi à. Xã Phước Tân thì chị đã biết là nằm giáp ngay thị trấn Phước Bổ ha, mình ra trung tâm thị trấn Phước Bổ cũng như là trung tâm huyện thì khoảng đâu đó là 6-7 cây số thôi anh chị à, mình đi hướng này ha à. Hướng này nói chung là thông thường hết anh chị ha, đường bàn cờ đi đâu cũng gặp ngã tư để mình ra lại 328 à, 328 mình đi thẳng xuống là đi trung tâm huyện rồi. Rồi, có chuyến nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0786688834 nha. À, thì chỉ nữa mình có thể gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm anh chị ha. Em thì cũng xin được dừng video clip tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào.